Chuyển sang một thông tin khác. Vào chiều ngày 6 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị sơ kết giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Mất cắp hành lý tại sân bay tiếp tục là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, ngành hàng không đã lựa chọn một số giải pháp cơ bản để giúp giảm thiểu tình trạng. Theo ông Lại Xuân Thanh, phải phân định rõ ràng trách nhiệm của các đơn vị trong vấn đề mất cắp hành lý tại sân bay. Mỗi đơn vị có liên quan, trước khi tiếp nhận hàng hóa thì phải xem xét kiểm tra xem hàng hóa còn nguyên vẹn hay không. Như vậy khi xảy ra mất cắp sẽ dễ dàng phát hiện ra mất ở khâu nào, ở trong nước hay ngoài nước. Đồng thời phải tăng lương cho nhân viên bốc vác, không nên kéo dài hợp đồng ngắn hạn. Nếu làm tốt, sau một thời gian ngắn có thể ký hợp đồng dài hạn. Hiện nay nhân viên bốc xếp tại sân bay là 12 tiếng một ngày, khối lượng công việc nhiều nhưng chỉ nhận lương từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cắp hành lý. Cục Hàng không cho biết, thời gian qua, ngành hàng không đã tăng cường thêm thiết bị con người để kiểm soát tình trạng mất cắp hàng không. Số vụ trong vài tuần gần đây có giảm.